mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn LED pha màu cho phòng khách sang trọng. Mẫu đèn này nó được sử dụng bóng LED 7 màu nên rất là tiết kiệm điện và rất là bền. Phù hợp để mọi người mua trang trí trên các sảnh nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới 5 sao. Nó mang lại cái không gian rất là sang trọng. Đèn có rất là nhiều kiểu chạy đổi màu khác nhau, tạo cái cảm giác rất là mới lạ. Mọi người có thể sử dụng lâu dài mà không lo nó bị nhàm chán. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng neo nhạc và chạy auto tự động. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 30 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế để showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.